Lời đầu tiên cho em Việt Cường xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý anh chị em. Thật không thể tin nổi các bác ạ, mua xe của người em thì người anh cũng cần bán. Hai chiếc xe cùng một đời, cùng một giá trị, biển Hà Nội, mang tên tư nhân. Đây, chỉ nhô 500 triệu, 1 tỷ tặng cả hai các bác nhá. Đây, em cùng các bác chiêm ngưỡng chiếc xe. Em quay ở ngoài nắng nên là nó có hơi chói, mặt em thì nó hay bị đen nên là các bác cứ tưởng là nghiện, các bác thông cảm cho em nhá. Đây, còn về chất lượng xe thì em luôn luôn cam kết cho các bác luôn. Ford Ranger XNS sản xuất năm 2017. Hai con bản 2.2 số tự động cả bác nhá. Đó. Mang ngoại thất màu trắng, biển Hà Nội 29C. Mua xe người em, người anh cũng cần bán các bác nhá. Đấy, tổng thể chiếc xe đây ạ. Nếu các bác chủ mà có ở đây thì các bác vào comment cho em xem có đúng không ạ. Đấy, thì thôi thì hôm nay thì em quay chủ đạo chiếc xe này trước đi. Tại vì chiếc xe này thì nó cũng có hơi bụi bẩn một xíu ấy. Thì ngày mai em sẽ dọn rửa thì em sẽ quay cho các bác xem luôn. Đây, đến với cụm đèn của chiếc xe này. XNS này, vẫn là đèn halogen rồi. Đấy, gầm khoảng sáng gầm thì rất là cao luôn. Chiếc xe này biển số thì em cũng cực kỳ ưng ý, 29C866464. Mang tên tư nhân, biển Hà Nội. Đây, về dàn nốp đây. Trời, quá ok luôn. Xe đi đâu đó hơn 7 vạn một xíu các bác nhá. Đây, xe được dọn rửa rồi nên là bên trong này xịt vào nó dưỡng nghe bác. Dưỡng nghe. Thì nó có nhễ nhụa như kia. Đó. Khá đẹp, xe ngoại thất màu trắng. Máy dầu 2.2. Đây, gầm xe đây ạ. Cũng khá là ok, bỏ ra 500 triệu mua được Ford Ranger XNS, nhô 500 triệu một xíu. Ford Ranger XNS sản xuất năm 2017, mang tên tư nhân, biển Hà Nội. Xe khá đẹp luôn, thùng cũng khá là mới. Ai chả. Đây, em dùng một tay nên là cũng có hơi vất vả một xíu các bác nhá. Đó, chở thùng, chở đồ, chở hàng khá là ok luôn. Đây, có những cái vết xước nho nhỏ này này, có những cái vết xước nho nhỏ. Đấy, có những cái vết xước nho nhỏ rồi. Còn toàn bộ về kết cấu chất lượng của xe thì bên em luôn luôn cam kết cho các bác rồi, không ngâm đụng, không ngâm nước. Không ngâm đụng là ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis của xe. Không ngập nước, không bổ máy, hạ máy. Cam kết bằng văn bản cho các bác luôn. Đó, nốp sức cua này. Trời, các bác nhìn cái gì không? Khá là mới luôn. Xe này bên em vừa dọn rửa, vừa chụp ảnh nên là sạch sẽ. Bọn em thì để xe ở trong kia, trong lán bên trong kia. Ở quanh quanh khu này thì là có cả xe to nữa, nên là việc mà bụi bẩn thì không tránh khỏi rồi. Nên là các bác mà có nhu cầu đến xem xe thì các bác cứ alo cho em. Em đi rửa xe và về cho các bác xem cho rõ các bác nhá. Đấy, cánh cửa sau lái này, cánh cửa sau lái này, 2017 đến giờ là 6 năm mà đi là rất giữ gìn luôn. Già này, khá là ok, khá là căng. Trần, mua bán tải về mà đi dạo phố thì cũng ok đấy các bác nhở. Cao hơn mọi người. Đấy, cũng khá là ok luôn. Đấy, bên trong này, đấy, cũng có xước này. Chỗ này này, còn chưa dọn hết này. Đấy, để tí nữa em Cường dọn lại. Đấy, không có một vết xước luôn. Sáng những cái đường vân này. Ghế thì là ghế chỉnh cơ các bác nhá. Ghế chỉnh cơ, ghế chỉnh cơ 6 hướng. Ghế da đẹp căng. Đây, vào bên trong này. Vào phần vô năng. Vô năng thì cũng giống như con Eco Sport hôm trước thì cũng làm dọn dỉnh tay. Cái này là tăng giảm này. Thơ này, đèn này, gạt mưa này. Đấy, cũng khá là ok. Các bác nào mà nếu mà lấy chiếc xe này thì về nên chiếc xe này một cái cam hành trình. Một cái cam hành trình là đủ. Đấy, cần số đấy ạ. Có sự hao mòn này, có xước này. Đấy, các bác để ý nếu mà xem xe của em ấy thì là em sẽ dạy cả luôn xem xe tổng thể của một chiếc xe các bác nhá. Đấy, đây, xe đi này, 82.254 km. 82.254 km thì được gọi là 8.2 vạn các bác nhá. Nếu các bác nào mà đã chưa biết về xe đã đi 8.2 vạn là bao nhiêu thì nó là 82.000. Đó,
mua xe cũ thì nhiều bác đắn đo mua xe cũ có nên mua xe cũ hay không. Tầm tiền đấy thì mình có thể mua được xe mới. Xe mới thì nó an tâm hơn. Đúng thật, xe mới thì nó có thể an tâm hơn cho các bác về chất lượng. Xe mới thì là từ trong hãng ra sản xuất ra, còn xe cũ thì đã được bọn em mua lại. Mua lại thì giá thì nó cũng tương đương với giá trị của xe thôi. Đấy, đây phần khoang máy này. Khoang máy được dọn rửa nên khá là sáng. Đây, em quay chi tiết những con ốc cho các bác xem. Đấy. Nếu mà các bác mà đã lựa chọn tin tưởng một đơn vị để mua xe cũ thì các bác nên chọn kỹ càng. Và ngoài ra nếu các bác không có thợ đi theo tin tưởng thì là các bác mua. Còn không thì em khuyến khích là các bác nên check test ở nơi thứ ba cho an toàn nhất. Check test ở nơi thứ ba của em là thế, tại vì là em bán xe ấy, chứ không phải em bán xe, không phải là ngoài xe không. Bọn em còn bán chất lượng, em bán bản thân nữa cơ. Nên là làm như thế nào để khách hàng tin tưởng và ủng hộ, chứ không phải bán một con xe xong là xong đâu. Tại vì em còn trẻ lắm, nên là các bác nếu mua xe của em thì chế độ bảo hành bảo dưỡng khá là ok. Cam kết bằng văn bản cho các bác, nếu mà sau này mà cam kết mà có một trong những cái yếu tố mà không đúng như cam kết thì em mất nghề luôn đấy ạ. Đấy, địa chỉ của em thì tại số 5 đường Trần Vị, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại của em là 0964770828. Rất kính mong quý anh chị đến lái thử và trải nghiệm xe nhé. Bọn em có ship tận nhà luôn, nếu mà các bác cần bọn em ship tận nhà. Nhưng mà với điều kiện là bọn em có thể là tin tưởng bọn em thì bọn em mang để xe đến, cọc cho bọn em thì bọn em sẽ chuyển đến tận nhà cho các bác. Hoặc là bọn em đưa xe ra hãng check test cho các bác, xong các bác có full tiền bọn em đưa xe về tận nhà. Đó. Và lời cuối cùng người cho em Cường xin phép kết thúc video ở đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào quý vị.